Phạm Đoan Trang đã tử tế với đồng đội như thế nào. Truyền thông lề trái luôn mô tả Phạm Đoan Trang, sáng lập viên của luật khoa tạp chí và nhà xuất bản tự do, như một nhân vật thân thiện, dễ gần, hết lòng hy sinh vì mọi người và quan tâm chăm sóc đồng đội. Ta có thể thấy cái mác này ẩn hiện trong những bài viết ca tụng Đoan Trang mà đồng đội của cô đồng loạt đăng lên khi cô bị bắt. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Nếu nhìn lại toàn bộ quá trình hoạt động của Đoan Trang, ta sẽ thấy cô chỉ tử tế với những gương mặt chống cộng quy phục mình. Những nhà chống cộng cạnh tranh với cô hoặc những đồng đội có hiềm khích với cô thì thường bị cô chọn là mục tiêu của các màn nói xấu sau lưng hoặc đấu tố trên mạng xã hội. Chuyện này không mới. Năm 2014, khi các blog ủng hộ nhà nước đăng ảnh chụp một số cuộc trò chuyện của các admin fanpage nhật ký yêu nước, trong đó có Đoan Trang, con người thật của Trang đã được phô bày trước giới chống cộng. Các đoạn chat cho thấy Trang nói xấu sau lưng một loạt các nhà chống cộng nổi tiếng khi đó như Bùi Hằng, Hiếu Gió, Nguyễn Lân Thắng, Thúy Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thị Hoài. Đến tháng 7 năm 2020, khi nhà xuất bản tự do tan vỡ vì xung đột nội bộ giữa Đoan Trang và Nguyễn Phương Hoa, Trang lại phát động một chiến dịch công khai đấu tố Hoa trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Trang công khai tuyên bố rằng Hoa là thủ quỹ của nhà xuất bản tự do, dù việc đó chẳng khác gì chỉ điểm Hoa với công an. Và Trang công kích việc Hoa là con nhà cộng sản nòi, đồng thời gọi Hoa là con sâu mọt, phải bị loại bỏ. Tóm lại, Đoan Trang chỉ hành xử tử tế với những người mà mình đang muốn chiêu dụ mà thôi. Cô đấu đá không ngớt với bất cứ gương mặt nào vừa không quy phục cô, vừa cạnh tranh với cô trong làng chống cộng. Sự tử tế của Đoan Trang là một thứ tử tế vụ lợi, tử tế showbiz mà không ít người từng tiếp xúc với cô đã nhận ra. Đây là một trong những lý do khiến chiến dịch truyền thông yểm trợ Đoan Trang sớm xịt, dù nó khởi đầu với rất nhiều kèn trống.